chào mọi người, thì mình là Hùng. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người một cái Dynamo Strip và chức năng là chất tát cho các đối tượng trong một bản vẽ Revit. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào video ngày hôm nay. Thì trước tiên thì mình sẽ chạy thử cái Dynamo Strip này cho mọi người cùng hình dung. Thì để khởi động một cái Dynamo Strip á, các bạn mở file dự án Revit lên, sau đó chọn vào thẻ Manage, xong rồi ở đây sẽ có hai sự lựa chọn. Một là Dynamo hoặc là Dynamo Player. Thì ở đây mình đang viết cái script này trên Dynamo, thì bây giờ mình sẽ chạy nó trên Dynamo Player cho nó nhanh. Rồi thì khi các bạn bấm Dynamo Player, nó sẽ ra một cái giao diện rất là nhiều thứ linh tinh, nó sẽ không giống như của mình. Thì các bạn chọn vào cái ô này, các bạn chọn đến cái đường dẫn chứa cái file script của các bạn lưu, sau đó bấm OK, nó sẽ ra như thế này. Thì cái file này mình sẽ gửi cho mọi người ở dưới phần mô tả, các bạn sẽ nhấn vô và download tải nó xuống. Rồi thì bây giờ các bạn bấm vào cái nút này. Rồi thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Nó sẽ yêu cầu người dùng nhập ba thông tin. Chọn ba thông tin, thứ nhất là chọn loại tác, ở đây là select tác. Thứ hai là chọn những cái category của đối tượng mà các bạn muốn kiểm tra. Thứ ba là chọn cái view mà các bạn muốn kiểm tra. Thì ví dụ các bạn vẽ của mình ở đây, thôi mình cắt nó đi. Ở đây mình có tầng 1, mình vẽ tầng 1, tầng 2, nó sẽ như thế này. Tầng 1, tầng 2 thì mình ví dụ cho ba đối tượng là đất, ba element, rồi đất fitting và mechanical equipment. Đây, nó không ra đây nhỉ. Kệ em ra, cho nó lên cho cái giao diện này. Rồi thì ở cái tầng 2 mình cũng có đất fitting và mechanical equipment như các bạn thấy. Rồi ha. Bây giờ mình sẽ chọn thứ nhất là loại tác, thì dĩ nhiên là mình sẽ phải chọn là đất fitting, đất và mechanical equipment. Rồi ok. Tiếp theo các category của đối tượng thì mình sẽ chọn đất fitting, đất và mechanical equipment. Rồi cái view hoạt động mình sẽ có là view tầng 1, tầng 2. Thì ở đây mình đã giới hạn cho người dùng chỉ chọn được 3 loại view là mặt bằng, mặt cắt và 3D nếu có. Thì ở đây không có 3D, nó sẽ không hiện 3D ra. Rồi bây giờ các bạn kéo xuống, ở đây mình có viết có hai line. Rồi thì ở đây nếu như mà không có đối tượng nào chưa được test á, thì cái giao diện sẽ báo cho các bạn là các đối tượng đã được test đủ rồi. Còn nếu như mà có đối tượng chưa được test á, thì cái giao diện sẽ xuất những cái ID đối tượng test này ra một file Excel, và các bạn sẽ chọn đường dẫn cho file Excel đó. Và bây giờ mình bấm OK. Rồi ở đây nó có những đối tượng chưa được test này, thì nó sẽ cho các bạn xuất đường dẫn Excel. Ví dụ ở đây mình cũng là cái folder nhé, mình sẽ tạo một cái file Excel bất kỳ, mình không cần để tên gì cả, mình có thể đặt tên thoải mái luôn. Mình đặt chết test đây, các bạn không cần chuẩn gì cho file Excel nhé, bấm chọn nó được, bấm finish. Rồi thì bây giờ file Excel nó sẽ xuất ra một cái giao diện như này, nó sẽ bao gồm là ba cái sheet thuộc ba cái element category đất fitting và mechanical. Rồi nó xuất ID những cái đối tượng chưa được test vô. Ở đây nó sẽ sắp xếp theo tầng nha. Rồi ví dụ mình kiểm tra đặt một cái đối tượng như này. Rồi chưa được test nè, test nó vô. Rồi đơn này. Rồi thì mình cũng có một vết, cũng có viết một cái script để tag những đối tượng
trong Revit, thì sau này mình sẽ share tiếp cho các bạn ở những video tiếp theo. Thì gần như là chúng ta test tầng 1 của cái kiểm tra lại. Ok ha. Rồi thì bây giờ sau khi mà tắt đổ ha, mình sẽ bấm Ctrl S để save cái file lại. Sau đó thì mình sẽ chạy lại cái file chất test này. Mình sẽ thử cho các bạn thấy khi mà kết quả nó là test đầy đủ như thế nào. Rồi, nó báo là các đối tượng đã được test đầy đủ và các bạn chỉ cần bấm finish, vậy là xong. Tức là các bạn không cần phải kiểm tra thêm nữa cả. Và đã chạy run complete, không có lỗi. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đi vô phần thứ 3 của video là nói về chi tiết của cái suit mà mình đã viết. Rồi để mình mở cái suit lên thì các bạn bấm vào đây. Rồi thì ở đây mình có một vài lưu ý. Thì có thể do mình viết cái file Dynamo này trên cái script này trên file Dynamo, cho nên các bạn cần có những cái bucket để có thể khởi động nó. Mình chưa có viết lên thành một cái add-in hay là mình code nó thành cái add-in được, nên các bạn chịu khó phải tải những cái bucket để có thể sử dụng được cái script này. Thì những cái bucket nào thì mình đã gom lại và mình cũng có để ở dưới phần mô tả, thì các bạn có thể tải xuống và cài đặt. Các cài đặt thì mình sẽ hướng dẫn ở một cái video mà mình gắn tag ở trên cái video này, thì các bạn có thể bấm vô và theo dõi. Rồi thì đây là cái suit của mình, cái suit đơn giản bao gồm là phần đầu tiên là tạo giao diện input bằng dataset. Ở đây có một số thông tin mà mình muốn nói lại cho người dùng. Thì cũng mong là mọi người nếu mà dùng cái suit này đi ở dự án khác thì các bạn có thể credit mình vào, bởi vì cái file script này mình có là tâm huyết. Rồi thì mình xử lý ở đây. Thì các bạn thấy ở đây mình có dùng một vài Python, một vài lập trình Python ở đây. À, thì mình có nhóm nốt lại thành những cái câu. Thì để mà rã ra những câu này, nếu như các bạn hiểu thì các bạn có thể phân tích nó. Còn không thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp mình để mình gửi cho bạn một cái file sụt gốc mà mình chưa có gom câu như này. Rồi ok, thì giao diện đơn giản thôi. Rồi, xin chào mọi người, thì mong mọi người có thể sử dụng số điện hiệu quả giúp bớt trong công việc.